Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị, trong những giờ tới, cơn bão số 5 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vào chiều nay 13 tháng 9, bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Quảng Ninh cho tới Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương với 40 đến 50 km/giờ, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão số 5 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, từ trưa nay ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô, từ chiều nay có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển trên phía Bắc Vịnh Bắc Bộ cao từ 2 đến 3 mét biển động. Vùng nguy hiểm trên biển trong khoảng 24 giờ tới, vùng có gió mạnh cấp 6 trở lên là khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, tức là phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc. Ngoài ra hiện nay thì siêu bão Mang-khút vẫn đang hoạt động ở phía đông của đảo Luzon, Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 từ 200 đến 220 km/giờ, giật trên cấp 17. Hướng di chuyển của bão theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 đến 25 km. Dự kiến khoảng ngày 15, cơn bão sẽ tiến vào trong khu vực Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 đến cấp 16, giật trên cấp 17. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, thời tiết đang có mưa rào và dông, biển động mạnh. Các tàu thuyền cần phải nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn. Sau khi bão suy yếu và di chuyển vào đất liền thì thời tiết biển sẽ dần ổn định trở lại. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, thời tiết cũng chuyển xấu, tình trạng nhiều mây kèm theo mưa bão cũng bắt đầu xảy ra mạnh mẽ, đặc biệt là nửa phía bắc của vùng biển này, đôi khi còn có gió giật cấp 6, cấp 7, biển động. Thời tiết cũng sẽ ổn định hơn khi mà bão suy yếu và di chuyển vào đất liền. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn ít chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 nên tại đây gió Tây Nam hoạt động không mạnh, thời tiết cũng không có nhiều biến động. Lưu ý từ khoảng ngày 16 tháng 9, khả năng vùng biển này sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Tây của siêu bão Mang-khút nên thời tiết chuyển biến rất xấu. Các tàu thuyền hoạt động tại đây nên thường xuyên cập nhật tin bão để có kế hoạch tránh trú an toàn. Vùng biển Bình Định tới Ninh Thuận, từ ngày hôm nay cho đến ngày 15 thì thời tiết vẫn khá ổn định. Tuy nhiên, đáng lưu ý là từ khoảng ngày 16 thì gió Tây Nam sẽ mạnh dần lên mức là cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, gây biển động. Vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, bao gồm Phú Quý và Côn Đảo. Đêm nay và ngày mai, gió Tây Nam thổi đều với cường độ khoảng cấp 4, cấp 5. Mưa rào và dông xảy ra rải rác, tập trung vào chiều tối, tầm nhìn xa giảm còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Sau đó, cũng từ khoảng ngày 16 thì gió sẽ hoạt động mạnh dần lên mức là cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động, không an toàn cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên biển. Vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Dự báo trong những ngày tới, gió Tây Nam ở khu vực này không hoạt động mạnh, nhưng thời tiết xấu và mưa dông kèm theo cả lốc xoáy, gió giật mạnh sẽ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Vịnh Thái Lan, dự báo trong khoảng 2-3 ngày tới, gió Tây Nam duy trì cường độ ở mức khoảng cấp 4, biển không động. Tuy nhiên, tình trạng nhiều mây kèm theo mưa rào và dông xảy ra rải rác, đôi khi có mưa dông mạnh, còn kèm theo cả lốc xoáy, gió giật mạnh gây nguy hiểm cho các tàu thuyền. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong ngày hôm nay bão số 5 còn gây thời tiết xấu cho vùng biển này. Sang ngày mai, thời tiết tốt hơn. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là tạm thời vì siêu bão Mang-khút đang tiến vào khu vực Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 15 thì hoàn lưu mây bão đã bắt đầu ảnh hưởng tới khu vực. Dự kiến khi Biển Đông siêu bão thì sẽ có cường độ khoảng cấp 15, giật cấp 16, 17, biển động dữ dội. Các tàu thuyền có đang hoạt động trên khu vực này cần phải khẩn trương di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết vẫn khá đẹp. Từ khoảng ngày 15 thì siêu bão Mang-khút cũng bắt đầu ảnh hưởng tới khu vực này. Gió hoạt động mạnh dần lên mức là cấp 5, cấp 6. Phía đông bắc của khu vực, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 7, cấp 9, giật trên cấp 10, biển động mạnh. Các tàu thuyền hoạt động hay đánh bắt xa bờ trên khu vực này cần phải nhanh chóng di chuyển về phía bờ, tìm nơi neo đậu an toàn. Các tàu chạy tránh bão không được di chuyển lên phía bắc của khu vực, tiến vào vùng nguy hiểm. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân, sông Tử Tây. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió Tây Nam hoạt động từ cấp 4 đến cấp 5, mưa rào và dông xảy ra rải rác, có lúc còn kèm theo cả lốc xoáy, gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.
Từ khoảng ngày 15, ngày 16 thì gió Tây Nam hoạt động mạnh dần lên mức là cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 gây biển động. Các tàu thuyền đánh bắt tại đây cần phải thận trọng đảm bảo an toàn. Cảm ơn quý vị cùng bà con đã theo dõi bản tin thời tiết biển của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!